Hey các bạn ơi, đây là CPU i9-11900K và đây là i9-11900. Hôm nay cái hộp của Intel nó làm khác ha. Chúng ta vẫn có một cái hộp nhựa nhưng mà thiết kế của nó đã khác so với những năm trước. Không phải là cái kiểu hình cầu to hay là dạng như là hình vuông, mà đây chúng ta cũng có một cái hình nó hơi chữ nhật chút xíu, nhưng mà cắt xẻ nhìn đẹp hơn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về hiệu năng của Intel i9 hệ thứ 10 và i9 hệ thứ 11, liệu xem chênh lệch về điểm số có nhiều hay là không. Hôm nay mình sẽ cùng nhau đi kẹp với lại Z590 Aorus Ultra của Gigabyte và cùng với một con 3080 Aorus Extreme. Và các bạn đừng quên còn có cả một cái giveaway SD Gigabyte nữa. Và nếu như các bạn muốn tham gia giveaway, hãy cùng nhau xem cái link ngay phía bên dưới cái phần mô tả của video này. Và chúng ta cùng nhau xem liệu hiệu năng của i9 hệ thứ 10 và i9 hệ thứ 11 có chênh lệch nhiều hay là không nha. Đối với tất cả bài test, mình đã sử dụng chung một điều kiện như sau. Thứ nhất là nhiệt độ phòng 25 độ C, tản nhiệt khí Deepcool Assassin 3, driver NVIDIA 461.72 trên Gigabyte Aorus GeForce RTX 3080 Extreme 10GB, Adobe Premiere 2021 V15 Build 41 và Windows Version 2004, kèm thêm đó là RAM 16GB bus 2666 rất là bình dân. Bài test nhiệt độ RAM 95 Plain Test cho cả hai CPU về cơ bản sẽ phụ thuộc nhiều vào tản nhiệt là chủ yếu, và hiện tại là tản Assassin 3 vẫn đáp ứng tốt cho hai CPU này, nhưng nếu ép xung thì chưa chắc nha. Lý do là i9 Gen 11 đã đạt tới khoảng 75 độ C trong điều kiện phòng lý tưởng 25 độ thoáng khí, còn nếu trong case kính phòng nóng lâu thì chuyện có thể lên cao hơn khoảng 80 độ là bình thường. Còn i9 Gen 10 nhẹ hơn chỉ khoảng 65 độ C. Sự chênh lệch này không chỉ do điện năng tiêu thụ cao hơn mà xung nhịp cũng cao hơn là 0.1 GHz. Mình cũng phải lưu ý với các bạn là bài test RAM 95 là một bài test khá là phi thực tế và không khuyến khích các bạn test khi chưa đảm bảo các tản nhiệt, hoặc là test lâu tới vài giờ đồng hồ sẽ rất là hại máy nha. Với vị thế là một CPU flagship, cả hai CPU i9 đều có hiệu năng render Adobe Premiere cao với một suột tương ứng với cả video i3, i5 và i7 vài hôm trước là 4K, bitrate 30, 1 pass. Thời gian render của cả hai là khoảng 12 phút 8 giây cho i9-11900K, nhanh hơn Gen 10 một chút. Đây là sự khác biệt của phiên bản Adobe Premiere mới đây khi đẩy các tác vụ nặng qua VGA. Bản thân VGA được test trên i9 cũng là Aorus RTX 3080 Extreme, mạnh hơn 2060 trên các video trước đây, cho nên có thể tạm kết luận là CPU hiện nay xếp thứ yếu trong quá trình render video Adobe Premiere. Mặt khác, trên Cinebench như khẳng định lần nữa vị thế của đơn nhân, i9-11900K cho điểm số đa core thấp hơn hẳn so với lại i9 Gen 10, cụ thể là 13.802, thấp hơn 14.079, nhưng đơn nhân thì lại cao hơn tới khoảng là 1.630 so với là 1.298. Năm nay theo quyết tâm lấy lại thị phần gaming đây mà. Như với gaming thì hầu hết chúng ta đều biết là i7 đều dư giả cho các game hiện nay trên thị trường, và i9 chỉ phù hợp với streaming AAA online cấu hình cao mà thôi. Với Battlefield 5 mà i9 cũng lót tầm 50-60% thôi thì các bạn cũng đủ hiểu là khả năng chiến game dư giả đến mức nào. Vậy đó chính là kết quả giữa hiệu năng i9 hệ thứ 10 và i9 hệ thứ 11. Đương nhiên là ngay thời điểm hiện tại khi chúng ta làm những cái bài test, nó vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng, các bạn biết tại sao không? Tại vì driver ngay thời điểm hiện tại và tất cả những cái cho lại có thể vẫn chưa phải là kết quả cuối. Anh em mình sẽ cần đâu đó khoảng, mình nghĩ là khoảng một tháng tới để chúng ta có những cái cập nhật mới về BIOS, cập nhật mới về driver và cập nhật mới về Windows Build để chúng ta có được những cái kết quả chính xác hơn. Vậy thì câu trả lời cho vấn đề đó chính là liệu có nên mua i9 hệ thứ 11 hay không? Mình nghĩ là phải là anh em trả lời. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.